Tối 8 tháng 6, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa ghi nhận thêm 3 ca nhiễm COVID-19 mới. Đây đều là những F1 của bệnh nhân 9117, nhân viên kế toán Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh nhiễm bệnh. Theo đó, 3 bệnh nhân này là mẹ và hai con sống tại thôn Trung Hòa, xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Trước đó, sau khi phát hiện từng tiếp xúc với bệnh nhân 9117, ba mẹ con bệnh nhân được ngành chức năng tỉnh Hà Tĩnh đưa đi cách ly tập trung tại trường mầm non Tường Sơn, huyện Thạch Hà. Hiện ngành y tế Hà Tĩnh đang triển khai các biện pháp truy vết các F1, F2 liên quan đến 3 bệnh nhân này và tiến hành khử khuẩn, lập chốt phong tỏa khu vực bệnh nhân sinh sống. Như báo Thanh Niên đã đưa tin, sáng 8 tháng 6, Hà Tĩnh ghi nhận thêm ca nhiễm COVID-19 thứ 10 trong cộng đồng. Bệnh nhân được Bộ Y tế công bố vào tối cùng ngày. Bệnh nhân hiện đang là nhân viên kế toán của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. Ngay sau khi có thêm ca bệnh mới này, ngành y tế tỉnh Hà Tĩnh cùng lực lượng chức năng đã tiến hành lập 6 chốt kiểm soát để phong tỏa toàn bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh và khu vực sinh sống của ca bệnh, đồng thời truy vết được hơn 70 trường hợp F1. Cùng ngày, toàn bộ thành phố Hà Tĩnh cũng đã bắt đầu thực hiện giãn cách xã hội để phòng dịch COVID-19. Tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Hà Tĩnh đã ghi nhận 13 ca dương tính COVID-19. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trong các bản tin sau.